Vào lúc 5 giờ sáng theo giờ Việt Nam ngày 23 tháng 6 sẽ diễn ra cuộc gặp mặt giữa Ecuador với Venezuela. Tại Copa America 2024, Ecuador nằm ở bảng B với Venezuela, Mexico và Jamaica. Ở lượt trận ra quân, Ecuador sẽ gặp Venezuela. Ecuador sẽ bước vào trận đấu này sau khi giành chiến thắng liên tiếp, đánh bại Bolivia và Honduras trong các trận giao hữu hồi đầu tháng 6. Họ chỉ chịu thất bại 0-1 trước Argentina trong trận khởi động trước Copa America 2024. Trong khi đó, Venezuela đã không có phong độ tốt kể từ trận hòa không bàn thắng với Guatemala vào cuối tháng 3. Họ đã bị Colombia và Italia đánh bại ở 2/3 trận gần nhất. Đội bóng của Fernando Batista đã giành chiến thắng gần đây nhất trước Chile vào tháng 10 năm 2023. Họ cũng đã có một khởi đầu vững chắc cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026, đứng thứ tư hơn Ecuador 1 điểm. Và trận đấu thứ hai vào lúc 8 giờ cùng ngày sẽ diễn ra trận đấu giữa Mexico và Jamaica. Trước trận đấu này, đội tuyển Mexico đang có phong độ không mấy ấn tượng. Trong 4 trận gần nhất, họ chỉ giành được 1 chiến thắng. Họ thậm chí còn khiến các fan lo âu hơn khi để thua 2 trận mới nhất trước những đối thủ đến từ Nam Mỹ và đều dự Copa America 2024, đó là Uruguay và Brazil, với các tỷ số lần lượt là 0-4 và 2-3. Rõ ràng, họ có sự chuẩn bị khá tệ trước khi bước vào trận so tài với Jamaica ở lượt trận đầu tiên bảng B Copa America 2024. Trong khi đó, đội tuyển Jamaica đang thể hiện phong độ khá ổn định gần đây khi giành chiến thắng ở 3 trận gần nhất. Tuy nhiên, tuyển Jamaica lại đang không có được thành tích đối đầu tốt trước Mexico. Cụ thể, trong 5 trận gần nhất khi gặp Jamaica, Mexico thắng 3 và hòa 2. Lần gần nhất Jamaica đánh bại Mexico vào năm 2017. Khi đó, Jamaica thắng Mexico với tỷ số 1-0. Do đó, cuộc chạm trán này được dự đoán sẽ là một thử thách khó khăn đối với đội tuyển Jamaica.